Liên quan đến vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến cho 56 người tử vong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận 110 tỷ đồng của người dân ủng hộ các nạn nhân. Thế nhưng đến nay thì mới giải ngân được khoảng 6 tỷ đồng. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng cần sớm giải ngân tới tận tay các nạn nhân và thân nhân người mất. Theo Ủy ban Mặt trận thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 10 mới dừng tiếp nhận hỗ trợ. Việc phân phối nguồn lực đang được tính toán. Dự kiến phương án giải ngân sẽ công bố trước ngày 6 tháng 11. Thế và hiện nay trách nhiệm của chúng tôi là lấy ý kiến của thành viên ban vận động thành phố cũng như là của các ngành có liên quan. Đó, và sau khi thống nhất là chúng tôi sẽ hỗ trợ. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất hiểu và cũng mong là cũng nhân dân cũng chia sẻ cái ý này, chứ không phải là chúng tôi giữ lại để có mục đích gì khác cả. Chỉ làm sao đó khi đã tiếp nhận được những đồng tiền ủng hộ của nhân dân thì phải sử dụng nó rất có trách nhiệm và rất đúng mục đích. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đều được hỗ trợ. Mỗi hoàn cảnh sẽ được hỗ trợ khác nhau tùy mức độ ảnh hưởng. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn Hà Nội đẩy nhanh hơn nữa công tác chi trả hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Là thành phố Hà Nội cũng làm hết sức là thận trọng, quyết liệt nhưng phải thận trọng. Đây là vấn đề là không còn vấn đề cứu trợ, nó còn gắn với cả vấn đề tâm linh. Xong là phải giải quyết không những dứt điểm mà nó phải êm thấm. Thì theo tôi là cũng hết sức là ủng hộ cái quan điểm của đồng chí lãnh đạo và cách làm. Thì chúng ta thấy rằng thận trọng như thế là đúng. Để tránh rằng là sau khi mà hỗ trợ xong thì lại có sự kiện cáo, thậm chí là có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì một điều là không nên. Để chia sẻ bớt đi một phần nào khó khăn cho những cái hộ gia đình mà còn những người còn sót lại, còn sống sót lại thì càng kịp thời bao nhiêu, càng nhanh chóng bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cần phải chỉ đạo rõ rệt hơn nữa. Nhưng mà nó chậm trễ ở đây là mình cũng phải có cái trách nhiệm đối với dân. Thật sự là dân họ rất là mong muốn được hưởng kịp thời cái chính sách đó. Mà nếu mà chúng ta thực hiện cái chính sách kịp thời thì cái niềm tin trong dân, tạo lòng tin cho dân nó sẽ cao hơn. Tôi rất là mong chính phủ cần quan tâm, cần có thực sự là có trách nhiệm cao hơn nữa để tạo niềm tin của người dân đối với đảng và đối với chính phủ. Đến thời điểm dừng tiếp nhận ủng hộ là ngày 16 tháng 10, đã có hơn 110 tỷ đồng được đóng góp từ các nguồn nhằm hỗ trợ những người bị nạn. Theo quy định, sẽ có 20 ngày tiếp theo lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân.